Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Đó là
chiêm ngắm một hình ảnh Đức Giêsu bé một con người tự hạ mình để xóa mình đi để phục vụ, và một hình ảnh là Đức Giêsu đã tự quỳ mình ra không để trở nên của ăn của uống cho con người. Và hôm nay chúng ta được mở ngõ chiêm ngắm một hình ảnh Chúa Giêsu tự hiến thân mình, hy sinh mình trên thập giá, không có tình yêu nào cao quý hơn cái tình yêu của người hy sinh hiến mạng sống cho người mình yêu. Tôi thương yêu bà anh chị em, có lẽ con không cần quan niệm nhiều vì chúng ta đã có một giờ đồng hồ chúng ta đi chặt đồng thánh giá, chúng ta đã chiêm ngắm cùng với Chúa trên con đường thập giá để rồi chúng ta hoa khổ chén thì sẽ đến bình quang. Mà bình quang ở đây dành cho tất cả mọi người chúng ta, đó là sự sống đời đời, đó là niềm vui và hạnh phúc. Thập giá đã mang lại chiến thắng, và chính cái điều đó thì Chúa Giêsu đi từ đang đẹp đẽ công khai, ngài đã mời gọi ai muốn theo tôi thì hãy vác lấy thập giá của mình mỗi ngày và theo tôi. Và để qua thập giá thì chắc chắn rằng nó không thiếu những lúc làm bài học những đau khổ cả phần mộ phần tận xác kia. Chúa Giêsu ngài đã đi bước trước và ngài đã cảm nhận được cái điều này hơn bao giờ cho tất cả mọi người chúng ta nói theo. Thế mà ngài vẫn đã đi trọn vẹn con đường thập giá để nêu gương cho tất cả mọi người chúng ta. Thế thì thập giá ở trong gia đình thì người chúng ta chắc chắn rằng là mỗi người là một thập giá cho nhau, mà thập giá mà nhẹ trên vai khi mỗi người chúng ta tự nhiên hy sinh và yêu thương và biết tha thứ cho nhau. Có yêu thương có hy sinh thì thập giá trên vai nó không còn nặng nề trên vai nữa, mà nó trở thành một cái gì nhẹ nhàng để chúng ta mang lại cho đến hết cả cuộc đời của mình. Thưa yêu thương anh chị em, để rồi là ở đây sau thực hành và chúng ta mỗi người chúng ta cùng với nhau suy tôn thập giá Chúa Giêsu Kitô, suy tôn ngài chính là thần, ngài chi